Chào mừng các em đến với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 6 Các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1 và video hôm nay là phần 1 Đầu tiên các em làm bài tập số 159 tìm kết quả của phép tính Câu A e, N N bằng bao nhiêu Ở đây số bị trừ và số trừ bằng nhau như vậy Hiệu sẽ có kết quả bằng 0 Tiếp tục các em sang câu B N chia N bằng bao nhiêu Với điều kiện là N khác không Thì đối với bất kỳ một phép chia nào Số chia bao giờ cũng phải khác không Ở đây người ta cho điều kiện là N khác không Ở đây chúng ta có số bị chia Và số chia bằng nhau Thì như vậy kết quả của phép chia Sẽ bằng 1 3 chia 3 bằng 1 10 chia 10 bằng 1 N chia N bằng 1 Tiếp tục các em sang câu C N cộng với 0 bằng bao nhiêu Thì ở đây chúng ta biết Với một số tự nhiên bất kỳ Nếu cộng với 0 Thì chúng ta sẽ được kết quả bằng chính số tự nhiên đó N cộng 0 bằng N 3 cộng 0 bằng, bằng 3 4 cộng 0 bằng 4 N cộng 0 bằng N Tiếp tục các em sang câu D N trừ 0 bằng bao nhiêu Thì với một số tự nhiên bất kỳ Nếu các em trừ đi 0 Thì kết quả cũng bằng chính số tự nhiên đó n trừ 0 bằng n. Tiếp tục các em sang câu e, n nhân 0 bằng bao nhiêu? Thì với một số tự nhiên bất kỳ, nếu chúng ta lấy nó nhân với 0 thì kết quả sẽ bằng 0. 3 nhân 0 bằng 0, 4 nhân 0 bằng 0, n nhân 0 bằng bằng 0. Tiếp tục các em sang câu g, n nhân 1. n nhân 1 bằng n. Thì với một số tự nhiên bất kỳ, nếu các em nhân với 1 thì kết quả bằng chính số tự nhiên đó. 3 x 1 bằng 3, 4 x 1 bằng 4, n x 1 bằng n. Tiếp tục các em sang câu H, n chia 1. Thì ở đây n chia 1, chúng ta cũng được kết quả bằng n. Thì với mọi số tự nhiên bất kỳ, nếu chúng ta lấy số tự nhiên đó chia cho 1, thì chúng ta sẽ được kết quả bằng bằng chính nó, n chia 1 bằng n. Như vậy các em vừa làm xong bài tập số 159. Tiếp theo các em sang bài tập số 160, thực hiện phép tính. Câu A, e, 204 trừ 84 chia cho 12 bằng bao nhiêu? Ở đây biểu thức này có phép trừ và phép chia, cho nên các em sẽ thực hiện phép tính ưu tiên là phép chia trước. Sau đó các em sẽ thực hiện phép trừ sau. Ở đây 204 tạm thời các em giữ nguyên. Các em lấy 84 chia 12 bằng 7. Tiếp theo là các em sẽ lấy 204 trừ 7 thì các em sẽ được kết quả bằng 197. Tiếp tục các em sang câu B. 15 x 2 mũ 3 cộng 4 x 3 mũ 2 trừ 5 x 7 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta đã học về thứ tự thực hiện các phép tính. Đầu tiên là lũy thừa trước, sau đó nhân và chia, tiếp đến là cộng cộng trừ sau. Ở đây chúng ta có lũy thừa 2 mũ 3 thì 2 mũ 3 bằng 3 số 2 nhân với nhau. 3 số 2 nhân với nhau bằng 8. Tiếp đến, chúng ta có 3 mũ 2 bằng 3 x 3. 3 x 3 bằng 9. Bây giờ chúng ta sẽ có phép tính 15 x 8 cộng với 4 x 9 trừ 5 x 7. Thì 15 x 8 bằng 120, 4 x 9 bằng 36 và 5 x 7 bằng 35. Tiếp theo, các em sẽ lấy 36 trừ 35 bằng 1. Như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ có 120 cộng với 1 bằng 121. Tiếp theo, các em sang câu C, 5 mũ 6 chia 5 mũ 3 cộng với 2 mũ 3 nhân 2 mũ 2. Thì đầu tiên các em sẽ thực hiện phép nhân, phép chia của các lũy thừa trước. Sau đó các em mới thực hiện phép cộng sau. Thì 5 mũ 6 chia 5 mũ 3, đây là phép chia giữa hai lũy thừa cùng cơ số và cụ thể ở đây là cùng cơ số 5. Thì để thực hiện phép chia giữa hai lũy thừa cùng cơ số, các em sẽ giữ nguyên cơ số và các em sẽ lấy số mũ lớn trừ đi số mũ, số mũ bé. Cụ thể đây là 6 3. Tiếp tục, các em thực hiện phép nhân 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 2. Đây là phép nhân giữa hai lũy thừa cùng cơ số, cụ thể là cùng cơ số 2. Thì để thực hiện phép nhân này, các em sẽ giữ nguyên cơ số và các em lấy các số mũ cộng với nhau. Cụ thể ở đây, chúng ta có 2 mũ 3 cộng 2. Như vậy, 6 3 3. Do đó chúng ta sẽ có 5 mũ 3 3 cộng 2 bằng 5 Như vậy chúng ta sẽ có 2 mũ 5 Bây giờ chúng ta sẽ có phép tính 5 mũ 3 cộng 2 mũ 5 5 mũ 3 bằng 5 x 5 x 5 2 mũ 5 bằng 5 thừa số 2 nhân với nhau Như vậy chúng ta có 5 x 5 x 5 bằng 125 5 thừa số 2 nhân với nhau bằng 32 Như vậy kết quả cuối cùng là 125 cộng 32 bằng 157 Tiếp theo các em sang câu D, 164 nhân 53 cộng với 47 nhân 164. Thì ở đây phép tính này có dạng A nhân C cộng B nhân C sẽ bằng C nhân với mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc. Tức là A nhân C cộng B nhân C có thừa số chung là C. Các em đưa ra ngoài. Như vậy trong ngoặc sẽ còn lại là A cộng B. Do đó, 164 nhân 53 cộng với 47 nhân đến 164 có thừa số chung là 164. Ở đây C chính là 164, A là 53 và B là 47. Như vậy, chúng ta sẽ viết lại là 164 nhân với mở ngoặc 53 cộng 47 đóng ngoặc. Thì 53 cộng 47 bằng 100. Như vậy, chúng ta sẽ có 164 nhân với 100. 164 nhân với 100. Số 100 có đằng sau chữ số 1 có hai chữ số 0. Như vậy, các em chỉ việc thêm hai chữ số 0 vào chữ số cuối cùng của số 164. Do đó chúng ta sẽ có kết quả sẽ bằng 16.400. Tiếp tục các em sang bài tập số 161, tìm số tự nhiên x biết. Câu A, e, 219 trừ đi 7, nhân với mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bằng 100. Ở đây để tìm x, thì đầu tiên các em sẽ tìm 7 nhân với x cộng 1 bằng bao nhiêu? Sau khi tìm được 7 nhân x cộng 1 bằng bao nhiêu thì các em sẽ tìm x cộng 1 bằng bao nhiêu? Khi tìm được x cộng 1 bằng bao nhiêu thì các em sẽ suy ra x bằng bao nhiêu? Cụ thể ở đây, các em sẽ coi 7 nhân với x cộng 1 đóng ngoặc như là một số trừ của một hiệu. Thì muốn tìm số trừ của một hiệu các em sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu cụ thể ở đây số trừ là 7 nhân x cộng 1 sẽ bằng số bị trừ là 219 trừ đi hiệu tức là trừ đi 100 như vậy 7 nhân x cộng 1 sẽ bằng 219 trừ 100 bằng 119 đến đây sau khi tìm được 7 nhân với x cộng 1 thì các em sẽ tìm x cộng 1 bằng bao nhiêu x cộng 1 ở đây đóng vai trò là một thừa số chưa biết của một tích. Muốn tìm thừa số chưa biết của một tích, các em sẽ lấy tích, cụ thể là tích là 119, chia cho thừa số đã biết. Thừa số đã biết ở đây là 7, như vậy x cộng 1 sẽ bằng 119 chia 7. Do đó x cộng 1 sẽ bằng 17, 119 chia 7 bằng 17. Sau khi đã tìm được x cộng 1, thì muốn tìm x, các em sẽ làm như sau x ở đây đóng vai trò là số hạng chưa biết của một tổng, muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng, các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, như vậy x sẽ bằng 17 1. Vậy x bằng 16. Tiếp theo các em sang câu B, mở ngoặc 3 nhân x, x 6 đóng ngoặc nhân 3 bằng 34. Ở đây tương tự như câu A, muốn tìm x thì đầu tiên các em phải tìm 3 nhân x, x 6 bằng bao nhiêu. Sau khi tìm được 3 nhân x trừ 6 bằng bao nhiêu, các em sẽ tìm được 3 nhân x, x bằng bao nhiêu. Khi tìm được 3 nhân x, x bằng bao nhiêu, các em dễ dàng suy ra x bằng bao nhiêu. Ở đây đầu tiên các em tìm 3 nhân x, x 6 bằng bao nhiêu. 3 nhân x, x 6 đóng vai trò là một thừa số chưa biết của một tích. Muốn tìm thừa số chưa biết của một tích các em sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Cụ thể ở đây 3 nhân x, x, x 6 sẽ bằng tích là 3 mũ 4 chia cho thừa số đã biết tức là chia cho 3. Như vậy chúng ta có 3 nhân x, x, x 6 sẽ bằng ở đây 3 mũ 4 chia 3 tức là 3 mũ 4 chia 3 mũ 1. Đây là phép chia giữa hai lũy thừa cùng cơ số. Các em sẽ giữ nguyên cơ số và lấy số mũ lớn trừ đi số mũ bé. 4 x 1 số mũ 4 trừ đi số mũ 1 như vậy 3 mũ 4 chia 3 bằng 3 mũ 4 chữ 1. 3 mũ 4 chữ 1 bằng 3 mũ 3. Như vậy các em đã tìm được 3 nhân x chữ 6 bằng 3 mũ 3. Đến đây. Sau khi tìm được 3 nhân x chữ 6, các em sẽ tìm 3 nhân x bằng bao nhiêu. Như vậy 3 nhân x. Muốn tìm 3 nhân x thì 3 nhân x ở đây đóng vai trò như là số bị trừ của một hiệu. Muốn tìm số bị trừ của một hiệu các em sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Cụ thể ở đây, số bị trừ là 3 nhân x, x sẽ bằng hiệu là 3 mu 3 cộng với số trừ tức là cộng với 6. Do đó 3 nhân x, x sẽ bằng 3 mu 3 bằng 3 nhân 3 nhân 3, 3 bằng 27. Do đó 3 nhân x, x bằng 27 cộng 6. Như vậy 3 nhân x, x bằng 33. Sau khi đã tìm được 3 nhân x, các em sẽ suy ra x bằng bao nhiêu. X ở đây đóng vai trò là một thừa số chưa biết của một tích thì muốn tìm thừa số chưa biết của một tích. Các em sẽ lấy tích là 33 chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 3. Như vậy các em sẽ suy ra x bằng 33 chia 3. Vậy x bằng 11. Tiếp tục các em sang bài tập số 162. Để tìm số tự nhiên x. Biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12. Như vậy ta có thể viết x mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc chia 8 bằng 12 người ta lấy x trừ đi 3 thì sẽ được số x trừ 3 sau đó chia cho 8 tức là chúng ta lấy cả x trừ 3 chia 8 do đó các em phải viết là mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc chia 8 thì được kết quả bằng 12 như vậy ở đây người ta tìm x được kết quả bằng 99 bằng cách làm như trên hãy tìm số tự nhiên x biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 sau đó chia cho 4 thì được 7 như vậy các em sẽ giải bài toán này như sau x nhân với 3 rồi trừ đi 8 thì ta sẽ được số nào x nhân 3 các em lấy x nhân 3 sau đó trừ đi 8 thì như vậy x nhân 3 trừ đi 8 thì ta sẽ được x nhân 3 trừ 8 hay các em có thể viết là 3 nhân x, x chữ 8 chia kết quả trên cho 4 thì được 7. Nên ta sẽ có mở ngoặc 3 nhân x, x chữ 8 đóng ngoặc chia cho 4 bằng 7. Ở đây các em không thể viết là 3 nhân x, x chữ 8 chia 4 đồng 7 mà các em phải viết là mở ngoặc 3 nhân x, x chữ 8 đóng ngoặc chia 4 đồng 7. Bởi vì ở đây người ta nói x nhân với 3 rồi trừ đi 8 sau đó được kết quả bao nhiêu mới chia cho 4. Như vậy các em phải viết là mở ngoặc 3 nhân x, x 8 đóng ngoặc chia 4 đồng 7. Đến đây, các em sẽ tìm x như sau. Để tìm x thì các em phải tìm 3 nhân x 8 bằng bao nhiêu. Sau khi tìm được 3 nhân x 8 bằng bao nhiêu, các em sẽ tìm 3 nhân x, x bằng bao nhiêu. Sau khi tìm được 3 nhân x, x bằng bao nhiêu thì các em sẽ suy ra x bằng bao nhiêu. Thì đầu tiên các em tìm 3 nhân x 8 bằng bao nhiêu. Ở đây 3 nhân x, x 8 đóng vai trò như là số bị chia của một thương. Muốn tìm số bị chia của một thương, các em sẽ lấy thương nhân với số chia. Cụ thể 3 nhân x, x 8 sẽ bằng thương là 7 nhân với số chia tức là nhân với 4. 3 nhân x, x 8 bằng 7 nhân 4. Như vậy 3 nhân x, x 8 sẽ bằng 7 nhân 4 bằng 28. Đến đây, sau khi đã tìm được 3 nhân x, x 8 bằng 28, các em tiếp tục tìm 3 nhân x, x bằng bao nhiêu? 3 nhân x, x đóng vai trò như là số bị trừ của một hiệu thì muốn tìm số bị trừ của một hiệu các em sẽ lấy hiệu cộng với số trừ như vậy 3 nhân x, x sẽ bằng hiệu là 28 cộng với số trừ tức là cộng với 8 do đó 3 nhân x, x sẽ bằng 28 cộng 8 bằng 36 sau khi đã tìm được 3 nhân x, x bằng 36 các em sẽ dễ dàng tìm được x x ở đây đóng vai trò như là một thừa số chưa biết của một tích thì muốn tìm thừa số chưa biết của một tích, các em sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy, các em sẽ suy ra x bằng 36 là tích chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 3. Như vậy x bằng 36 chia 3. Vậy x bằng 12. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.